Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ giải khối Rubik là gear mixup. Gear là bánh răng, còn mixup là nó có thể mix trộn lẫn giữa tâm và cạnh. Để mình làm một cái cho bạn xem ha. Ví dụ như mình sẽ công thức nó dời cái cạnh này qua tâm và tâm này qua cạnh, nó dời hai vị trí của hai viên này. Là R U R U R Ui Ri Ui Ri Ui. Bạn thấy cái tâm màu xanh nó lọt vô đây và cạnh cam xanh nó lọt ra. Đồng thời nó có hai viên nữa thay đổi. Hai viên cái này. À, nếu như nó đi ngang hai này thì ở phía sau và phía dưới thì nó sẽ đổi hai viên với nhau. Đó. Và cái công thức này là công thức ở bên phải, nó sẽ thay đổi hai cái viên á, cạnh bên trái và tâm. Bây giờ mình cũng làm cái công thức đó mà làm bên phía tay trái thì nó sẽ đổi hai viên này cho nhau. Đồng thời nó cũng đổi hai viên này lại trở lại như cũ. Ly ui ly ui ly u l u l u. Bạn thấy hai viên này đổi cho nhau và đồng thời cái hai viên này trở lại như cũ. Đó. Cho nên là khi mà bạn muốn đưa vào một viên, đổi hai cái viên ở đây mà ở dưới đây là cái viên, hai viên này nó đã hoàn thành rồi, nó đúng vị trí rồi, thì bạn buộc lòng phải làm sao cho được hai nhịp, làm một nhịp rác để cho nó đổi hai cái này và làm một nhịp đúng cho hai cái này quay lại. Rồi bây giờ để mình sẽ quay lại như cũ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đổi là hai viên này L Li Ui Li Ui Li U L U L U. Đó, nó trở lại viên này. Viên này nhảy ha. Rồi R U R U R U Ri U Ri U. Đó, nó trở lại như cũ. Rồi, đó là việc mình chuyển cái cạnh và góc, cạnh và tâm, bên phải và bên trái. Rồi, để mình làm một vài trường hợp là xoay cạnh đó, để cho các bạn xem. Các bạn chờ mình chút xíu. Đây các bạn, giả sử mình tất cả đúng hết rồi, có một cạnh bị lật nè, cái cạnh này bị lật thì mình muốn xoay nó lại. Bây giờ mình muốn xoay nó lại thì bạn đưa cái này, đưa cái cạnh này đi ra ngoài tâm và tâm lọt vô đây. R U R U R Ui Ri Ui Ri Ui. Đó, nó đã lọt ở đây. Rồi bạn xoay cái này, xoay cái chính giữa này, muốn lật này đi ra phía sau. Bằng cách là mình xoay, mình thấy cái đây là màu xanh ha, mình thấy hai cái góc xanh này nó quay trở lại là đúng. Đó, nó quay trở lại thì cái viên đó nó lọt ra sao nè. Viên lọt ra sao? Giờ cái mình đem ra sao, cái mình xoay nó, xoay phía sau, xoay nó một cái. Rồi mình đem vô trước lại. Mình đưa vô coi nó có, mình đưa vô thử. Nè. Đưa vô nhưng nó bị lật, vậy mình xoay không đúng rồi, mình đem ra lại sao lại ha. À, mình sẽ trả lại như cũ. Xoay qua đây không đúng, vậy xoay qua bên này. Đem vô. Rồi, mình nhá vô thử. Đó, vậy là đúng rồi nè. Màu cam bên này, vậy mình để lại như cũ rồi mình đưa động, làm động tác đẩy vô. R U R U R Ui Ri Ui Ri Ui. Rồi nó đã vô. Rồi mình trả lại như cũ thì lúc này có nghĩa là mình xoay cái tâm này nè. À, mình trả lại, mình xoay cái tâm này, cái tâm này xoay đường nào nó cũng đúng hết. À, mình trả lại phía sau. Khi nào thấy cái này nó lên là biết nó ra phía sau rồi. Rồi nãy mình xoay qua bên này đúng không? Xoay qua gì? Rồi mình trả lại cái gì? Mình coi màu cam này, trả lại màu cam nè. Trả lại. Rồi mình quay trở ngược lại. Đó. Tương tự như vậy, nếu mà bạn bị lật cái này lật ngược lại thì mình cũng làm như vậy. Bạn chờ mình xíu mình làm luôn cho bạn xem. Đây các bạn, ví dụ như chúng ta có một cái cạnh bị lật ha, lật hai lần như mình cũng đem vô. Mình lật ở đây nhưng mà mình lật hai lần. R U R U R U R U R U. Rồi, nó đã vào đây, đem nó ra phía sau. Rồi,
thấy màu xanh lên là đúng rồi. Mình xoay lại một lần, hai lần, đem vô nhái cho thử coi đúng không. Rồi, đúng rồi các bạn. Nếu mà không đúng thì quay ngược lại. Rồi, mình đưa vô R, U, R, U, R, U, R, U, R, U. Rồi, nó đã vô. Đem lại ra sao. Rồi, hồi nãy mình xoay bên chiều nào. Xoay chiều này, xoay ngược lại. Mình xoay thấy cái mặt này nó đúng lại là ok. Rồi, cái đường này. Rồi, vậy đó. Đó là những cái động tác mà chúng ta có thể giải con này. Rồi bây giờ mình sẽ rainbow lên và giải thử con này ha. Nó chỉ có nhiêu đó thôi, còn lại là chúng ta suy nghĩ và chúng ta làm thôi. Hy vọng nó sẽ có nhiều trường hợp hay để cho mình có thể nói với các bạn. Đó, rồi, tạm thời mình rainbow nó như vậy. Bạn thấy nè, tâm nè, nó chạy vô cạnh nè. Cảnh đó, nó lọt vô tâm nè, tùm lum hết trơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đầu tiên là chúng ta sẽ giải con 2 x 2 là 80 góc nè các bạn. Mình giải đúng này là giải kiểu 2 x 2 thôi, không có gì hết. Đỏ xanh nè, trắng, đỏ xanh. Vậy con trắng này qua kia, đây xuống, trắng đỏ. Vậy là trắng đỏ xanh cam đây, à, con này đúng rồi. Còn góc nữa đem lên, góc này đem lên, né ra, trả về y như 2 x 2. Rồi lặp lại, mình giải đúng vị trí 40 góc này, đưa cầu góc đúng đây, cam xanh hả, cam xanh này đúng rồi, con này sai. Vì mình để cái này làm chuẩn. U R U L U R U L, đúng chưa? Chưa đúng, vậy làm cái nữa. Làm cái nữa, con này lên đây, con này qua đây, con này xuống đây là đúng luôn. U R U L U R U L. Rồi, đã đúng vị trí hết rồi. Rồi giờ mình lật à, có một con lật rồi, ba con này chưa lật. Vậy mình lật sao, lật xuống gì? Vậy là ba con cùng lật xuống gì hết. Rồi. R D R D R D R D. Đem qua. R D R D R D R D. Đem qua. R D R D R D R D. Rồi trả lại 1 2. Vậy chúng ta đã giải xong con 2 x 2. Cái việc này các bạn phải bắt buộc, các bạn phải biết 2 x 2 nha, còn không thôi thì mình cũng chịu thua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải mặt trắng trước. Mặt trắng đem cái tâm trắng vô trước, đem cái tâm trắng này vô đây. Vì mình đem nó qua bên này đi, rồi từ đây mình đem vô. Thông thường thì chúng ta có thể set up lên, rồi chúng ta đem vô, rồi chúng ta trả set up về cũng được cho nó đỡ. Ví dụ như, nhưng mà trên set up một lần thôi. Ví dụ mình đem con trắng này, tâm trắng này lên đây, rồi cho nó lọt vô đây, rồi mình trả này về. Đem là R U R U R ui ri ui ri ui. Rồi trắng lọt ở đây, trả về cho đúng cái màu này. Rồi bây giờ mình còn một bước thôi, đem vô. Nó lọt ở phía sau này mình không quan tâm, tại vì cái này nó đang hư. L U ui ly ui ly u l u l u. Rồi chúng ta được tâm trắng. Rồi bây giờ chúng ta giải các cạnh, 4 cái cạnh xung quanh. Cạnh này cạnh xanh, à, xanh nó nằm xuống này, mình quay qua luôn. Tại vì đó, xanh, mình nhá vô thử. À, bị lọt rồi, không được. Vậy mình đem ra làm sao? 1, 2, 3, đó, đem ra làm sao, quay lại. Rồi đem vô lại. Đưa nhá vô, rồi, đúng rồi. Đúng rồi nè. Rồi, mình làm vô thôi. R, U, R, U, R, U, R, U, R, U. Rồi mình trả lại. Trả lại, rồi, quay lại. Cho cái tâm trắng nó về. Không là tâm trắng nó không về. Rồi, được một con. Đây, con xanh này, nó vào đây, thì mình đưa nó lên. Mình nhá nó vô thử. Đó, nó bị lật nè. Mình cũng có thể là
đem vô lên đây đây, rồi mình quay ra sau mình lật rồi đem vô luôn. Nhưng mà làm như vậy á thì rối lắm, tại vì nó mình phải nhớ là cái màu này để mình trả về, cho nên là trước tiên á mình muốn làm vậy mình đem nó lên đây đi rồi tính, nếu không á là mình làm luôn một lần á, thì mình phải nhớ mình trả về rất là dễ bị hư. À, bây giờ mình đem này nó vô, đem này vô đây thì nó sẽ bị hư con này đúng không, con này làm rồi, cho nên là giờ mình đem con này vô đây trước cho con này nó nhảy ra đi, rồi mình đem này vô nó nhảy lại trả lại con này là xong. Giờ r u r u r ui ri ui ri ui đó, mình đem một rác vô con này nó nhảy ra nè, đó, nhảy ra nè. Rồi bây giờ mình đem con này vô thì con này nó trả lại l ui ai ly ui chứ ly ui ly u l u l u rồi nó nhảy vô con này trả lại nè. Rồi bây giờ mình đưa con này vô à, nó bị méo nè, nó bị lật này, mình đem ra phía sau lật nó một cái, đem nó vô nhá nó vô thử nè, còn bị lật thì đem ra lại, vì mình lật lộn chiều rồi trả lại nè. Rồi lật qua phía này đem vô trả vô, rồi lật đúng chiều rồi đó, thấy đúng chiều màu trắng rồi nè. Rồi giờ mình làm thôi, r u r u r ui ri ui ri ui trả vô đem ra sao, mình thấy cái này hiện lên lại là mình biết đúng. Hồi nãy mình lật qua bên này đúng không, thì mình lật ngược lại bên này, lật ngược lại thấy cái tâm này nó về là ok. Rồi chúng ta đã làm xong hai con rồi, con đỏ này, con đỏ này vô đây được không, mình nhá thử, nó vô đây cũng bị lật nè. Vậy thôi, vậy thôi cho nó vô đây trước rồi mình lật nó lại. Bây giờ cho nó vô đây, nó hư chỗ này à. Con chỗ này thì là lát nữa mình chưa làm rồi thôi, mình cho nó sai luôn cũng được. L ui L ai ly ui ly u L u L u. Rồi nhá nó vô nè, đó sai. Giờ mình đem nó ra phía sau để lật, 1 2 3 đó, lật lên này cái em vô, đưa vô coi đúng không, đúng luôn à, vô tình đúng luôn. Rồi r u r u r ui ri ui ri ui trả lại phía sau. Rồi nãy mình lật hướng nào, lật hướng này ha, đó mình lật mình quay lại thấy trắng nó về lại đúng không. Rồi mình trả lại, rồi bây giờ mình tiếp con này, con xanh ca à, trắng cam, trắng cam đâu, trắng cam đây, trắng cam đây, mình muốn nó vô đây vì mình làm mấy bước nó mới vô. Vì mình cho nó vô đây rồi nó nhảy vô đây rồi nó từ từ nhảy vô đây, thì mình có thể mình làm như vậy á, thì mình qua đây mình làm cũng được, nhưng mà làm mất công mình trả tức trả lui con này mất công. Giờ mình xoay nó qua đi, con này đúng không, con cam trắng nó muốn qua bên thay đổi với con cam vàng, mình quay nó vô đây. Rồi mình cho nó vô hai, đổi con này cái đi thì nó nhích vô ha, chỗ này đang sai khỏi công công phải sửa. L ui a ly ui ly ui ly u l u l u nè, trả lại nè, đó nó nhích vô đây rồi. Rồi mình nhích vô tiếp, mình nhích vô đây tiếp, mình đổi hai con này, chỗ này sai không sao. L ly ui ly ui ly u l u l u nó nhích vô. Rồi mình nhá thử coi đúng không nè. Rồi vô là đúng luôn, giờ mình làm cái nữa cho nó vô luôn. À mình trả lại chứ, xin lỗi nãy mình làm bị hư cái con đỏ này ha. Rồi mình làm vô đi, rồi tính là đỏ nãy mình quên, mình hư con đỏ nè. R u r u r ui ri ui ri ui. À, hồi nãy mình quên mình canh mà hư con đỏ. Rồi mình nhá đỏ xuống được rồi. Rồi ok, r u r u r ui ri ui ri ui. Rồi trả lại. Rồi chúng ta đã làm xong mặt trắng, ta làm xong mặt trắng rồi, ta quay qua ta làm cái mặt vàng à, hai cái mặt đối diện nhau rồi để chính giữa lát mình làm sao.
Mặt vàng thì đây, màu tăm vàng mình muốn vô đây. Mình đưa nó lên. Rồi mình đẩy nó vô đi. Chỗ này hư gì không? Không, chỗ này không sao. Đẩy nó vô đây. L A R U R U R U R U R U. Rồi, nó đã vô rồi, trả lại. Rồi, bây giờ mình cho vàng vô. Cho vàng vô đây. Cho vàng vô đây thì nó sẽ hư con trắng ở đây. Cho nên mình đưa con này vô trước, rồi mình đưa con vàng vô sau. R U R U R U R U R U. Rồi, giờ mình đưa con vàng vô để nó trả lại cái này. Ly U Li U Li U L U L U. Vàng vô à, cái này còn nguyên. Rồi tiếp tục mình làm các cái cạnh xung quanh à, vàng đỏ. Cái này nó dính vô đây rồi. Vậy mình à, vàng xanh. Mình đưa cái vàng xanh lên coi. Mình nhá vô thứ coi. Rồi đúng luôn. Vậy thì mình làm luôn tại cái này không sao à, cái này cái con rác. R U R U R U R U R U. Rồi trả lại. Chúng ta được vàng sạch. Vàng này dính vô, vàng đỏ nó cũng dính vô đây luôn rồi. Vậy chúng ta sẽ đưa cái con vàng xanh này xuống đây để đưa vô. À, đưa vô. Đưa vô bị lật. Đưa vô bị lật, trả lại coi. Đưa vô bị lật. Nhưng mà giờ mình đem xuống rồi mình lật đưa vô thì nó rối lắm. Thôi bây giờ mình đem xuống, mình đưa nó vô. Rồi xong mình trả về cho góc nó về cái rồi mình lật cho nó dễ nha. À, đưa xuống cho nó vô đi. Rồi mình lật cho nó dễ. R U R U R U R U R U. Rồi trả về. Đó, trả về cho nó đúng hết cái này đi. Rồi mình đem ra lại thì mình lật cho nó dễ, chứ không là mình tính toán nó mệt lắm. R U R U R U R U R U. Đó. Rồi đem ra phía sau. Lật nó khác, đem nó vô. Nhá nó vô thử. Ok, màu vàng bên này. Đem ra lại, đem vô thiệt. R U R U R U R U. Rồi đem vô trả về. Quay ra làm sao. Trả về, trả vàng về nè. Đó, mình thấy vàng nó về không. Rồi quay lại. Mày muốn quay lại cũng được, không muốn quay lại cũng không sao. Tại cái đường này nó đúng hết mà à, nó quay lại nó cũng vậy à. Rồi mình được hai con rồi. Giờ có, đây có con đỏ nó lòi ra. Giờ mình đưa con đỏ vô đây. Đem xuống. Đưa vô à, đưa vô nó bị lật. Nhưng mà mình vẫn đưa vô đi. Tại vì mình lật ở đây cực quá. Rồi. R U R U R U R U R U. Đó, đưa vô rồi trả lại. Mình làm gì cho chắc các bạn. Cho sau này bạn chơi rành này bạn có thể làm hai bước dồn dồn lần. Rồi bây giờ mình làm từng bước một rồi đem ra lại đi. R U R U R U R U R U. Rồi đem ra phía sau. Lật nó phát. Đem nó vô. Nhá vô thử. À, bị ngược. Đem ra lại. Trả lại. Lật qua bên kia. Đem vô. Nhá vô thử. Đúng rồi. R U R U R U R U R U. Rồi vô. Đem ra lại. Trả lại. Đó, bạn thấy vàng lên. Trắng vô là đúng. Rồi bạn muốn quay lại quay, không muốn quay lại thôi. Rồi, đây còn con vàng bỏ vô đây. Đem xuống, đem vô thử à, cũng lật luôn nhưng mình vẫn đem vô. R U R U R U R U R U. Vô trả lại. Rồi trả lại cho đúng cái góc ha. Rồi đem ra lại, đem lật. Lật này là giờ lật hai lần nè, tại vì thấy mình thấy nó lật ngược nè. R U R U R U R U R U. Rồi đem ra phía sau.
lật hai lần, một lần, hai lần, đem vô lại nhá thử, nhá vô đúng luôn. R U R U R U R U R U. Rồi đã vô, đem trả lại. Hồi nãy mình lật qua bên này hai lần, trả lại một hai ha, đúng rồi nè, đúng rồi nè. Rồi quay lại, muốn quay quay, không quay thôi. À phải quay lại chứ, quay lại cho đúng cái mặt. Rồi vậy là chúng ta đã làm xong hai mặt vàng và trắng. Giờ chúng ta dựng lên để chúng ta làm cái mặt giữa nè. Là mặt giữa này thì nó luôn luôn nó bị hư ở phía sau, bạn phải canh phía sau nha. Giờ mình làm cái nào nó gần gần mình làm trước. Ví dụ bây giờ mình đưa cái tâm này vô trước đây, tâm đỏ ha, tâm đỏ tuốt bên này. Vậy mình lết nó về ha, mình đem tâm đỏ vô đây, rồi mình đem tâm đỏ qua đây, là hai lần thì cái này quay về rồi, rồi tính tiếp. L ly ui ly ui ly u l u l u. Rồi vô rồi, làm cái nữa cho qua cho nó trả cái này về. R u r u r u ri u ri u. Rồi chúng ta đã trả về. Rồi giờ chúng ta đưa cái này vô, đưa này vô thì này hư cho nên mình đem cái này vô trước, rồi đem cái đỏ vô sau. R u r u r u ri u ri u. Rồi đem cái đỏ vô. Ly u ly u ly u l u l u. Cái đỏ đã vào. À, cái này đã vẫn hoàn thành, không bị hư. Rồi tiếp tục. Đây cái xanh đỏ này vô đây. À, nó bị lật. Kệ nó, cho nó vô luôn. À, cho nó vô. Bây giờ cho nó vô á. Cho nó vô đây á thì mình bị hư cái này. Mình đổi hai cái này trước không được, đổi hai cái này thì đỏ lại lọt qua anh này. Cho nên là thôi mình đem qua đây mình làm, đem qua chỗ khác làm. Có con này nó vô rồi. Đem chỗ khác làm, đem qua đây thử coi. Rồi hy sinh con này luôn ha. Đây. Mình muốn con đỏ xanh này nó lọt qua bên này, mình đem qua bên này. Giờ mình cho con đỏ xanh nó lọt vô đây, rồi mình đổi hai cái con này ở chỗ này, là cái này nó quay lại. Mình làm phải luôn luôn làm hai nhịp. R u r u r u r u r u. Rồi nó vô rồi. Giờ mình đổi hai con này đây. Ly u ly u ly u l u là u. Rồi trả lại coi. Đó nó vô rồi, nó bị ngược nè. Giờ mình muốn xoay luôn cũng được, còn lát nó xoay cũng không sao. Giờ xoay luôn ha, mình xoay nó luôn, lát nữa khỏi mất công tính. Xoay luôn thì đem nó ra lại, rồi đem nó ra sao xoay. R u r u r u ri u ri ui. Rồi nhá nó vô nè, nó bị ngược. Chỉ xoay hai lần đem ra sao, xoay hai lần, một hai đem vô, vô đúng rồi nè. R u r u r ui ri ui ri ui. Rồi chúng ta trả lại phía sau, làm lại động tác hồi nãy, trả lại cái hai cái. Rồi quay ra trước, chúng ta được con này. Rồi bây giờ ta làm tiếp bên này cũng xa quá, giờ làm bên này đi. Xanh đỏ, muốn xanh đỏ vô đây, muốn xanh đỏ vô đây. Xanh đỏ vô đây á thì để chỗ này làm không được thì quay qua đây. Rồi xanh đỏ vô cái cam à, xoay qua này luôn. Bây giờ cho cái xanh đỏ này qua cam, rồi mình đổi hai viên chỗ này là xong. L ui à, ly ui chứ, ly ui ly u l u
L O. Rồi, vô rồi. À, nó bị ngược nè. Rồi mình đổi hai cái này. R O. R O. R O. R O. R O. Trả lại. Trả lại. Trả lại. À, xanh đỏ vô ha. À, nó đúng luôn, không có ngược. Rồi tiếp mình làm tiếp con nào. Làm tiếp con xanh này, cho con xanh này ha. Nó vô đây đi. Vậy mình đứng ở mặt này mình làm luôn. Mình để chỗ này thì nó bị chỗ này bị cản rồi, chỗ này nó trúng rồi, hư mất công. À. Bây giờ đây hai nhịp nè. Mình đem con xanh vô. Rồi mình lỡ con xanh qua đây nữa là xong. R U R U R U R U R U. Rồi, mình làm cái nữa cho xanh vô đây. Xanh lái vô đây. L Ali U Li U Li U L U L U. Rồi, xanh lái vô rồi, trả lại. Đây. Rồi, ta còn mấy con này. Để coi con nào được mình làm. Mình đứng vị trí này, bây giờ con này đúng, kệ nó đi. Bây giờ con xanh này nó muốn qua đây. Hoặc là con xanh này, con xanh cam này qua cạnh này là đúng. Vậy thì mình đổi hai này, rồi đổi hai cái này. À, được hai nhịp nè, rồi đổi vô rồi đổi qua. R U R U R U R U R U. Rồi đổi một cái nữa. Li U Li U Li U L U L U. Đó, vô. Ừ, cái này không sao. Đó, mình phải tính hai nhịp như vậy. Rồi bây giờ ba con này để đây cũng không được. Bây giờ để đây, hoặc là để đây mình đem xích qua gì để mình đổi ha. Để đây không được thì mình để chỗ này, đem xích qua gì để đổi. Để coi, bây giờ mình muốn con này qua đây, mình đổi hai con này một cái nữa là xong. Thì mình đem vô đây đi. À, mình đổi hai con này, rồi mình đổi hai con này. Chứ mình để đây mình đâu đem qua được, nó bị nằm ở hai cái mặt khác nhau này, không đem qua được. Thì mình nó kéo vào giữa. Đó hai con này trước. Đúng, đó hai con này trước thì con này sẽ về. Ly ui ly ui ly u l u l u. Rồi nó về rồi đó các bạn. Rồi mình đổi hai con này. R u r u r u ri u ri u. Đó, trả lại. Rồi, đã vô đúng vị trí hết. Có con này bị lật, rồi mình lật con này lại thôi. À, còn lật như thế nào là mình đã trình bày trước hai ba cách lật đó. Rồi đem nó vô rồi lật nó. R u r u r u ri u ri u. Rồi đã vô, đem ra sau lật. Con này lật hai lần ha. Một lần, hai lần. Đem vô, nhá vô thử. À, mình nhầm lộn. Con này chứ, con này. Mình lấy một con nào, con này chứ. Nhá vô thử. Đúng rồi nè, xanh. Rồi. R, U, R, U, R, U, R, U, R, U. Rồi, nó đã vô. Đem ra sao mình xoay lại. Lúc này mình xoay là mình xoay cái tâm nè, cho nên cái tâm này bị xoay đường nào cũng đúng hết á. Rồi, một lần, hai lần. Rồi, trở vô. Rồi, chúng ta đã giải xong con gear mix-up. Bạn thấy nó vậy chứ, nhưng mà nó khá là dễ ha. Chỉ là chạy tới chạy lui và canh chừng một chút xíu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.